Ngày 18 tháng 10, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nhóm BRICS năm 2024, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10 năm 2024. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 5 năm 2024, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về thông tin trên tài khoản Twitter của BRICS cho biết Việt Nam sẽ gia nhập nhóm BRICS trong năm 2024. Thời điểm đó, bà Phạm Thu Hằng chia sẻ, là một thành viên có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế với đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương toàn cầu cũng như khu vực. Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của nhóm BRICS. Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên đối thoại BRICS với các nước đang phát triển tại thành phố Nizhny Novgorod, Liên bang Nga. Phiên đối thoại được tổ chức nhân dịp diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm BRICS năm 2024. Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định trên cơ sở những thành tựu đạt được trong gần hai thập kỷ, BRICS có tiềm năng đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu. BRICS được thành lập năm 2006 ở cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ban đầu gồm 4 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, phát triển lên cấp Hội nghị Thượng đỉnh từ năm 2009, kết nạp thêm Nam Phi từ năm 2010. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 tổ chức tại Nam Phi năm 2023, BRICS công bố kết nạp 6 thành viên gồm Argentina, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đến nay, Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập BRICS và Ả Rập Xê Út vẫn đang cân nhắc về việc tham gia nhóm. Hợp tác của BRICS dựa trên 3 trụ cột, gồm hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân. Các cơ chế hợp tác nổi bật gồm Hội nghị Thượng đỉnh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, các hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành, Ngân hàng Phát triển mới, NGB, các hội đồng, liên minh, cơ chế hợp tác chuyên ngành và các cơ chế đối thoại với các nước không phải thành viên. BRICS được thành lập với mục tiêu ban đầu là trở thành một thể chế chính trị, kinh tế và tài chính toàn cầu nhằm phản ánh tương quan lực lượng theo hướng công bằng, cân bằng và có tính đại diện cao hơn. Trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành, BRICS đang nổi lên có tiềm năng trở thành một trụ cột mới trong hệ thống đa phương. BRICS hiện tập trung vào một số định hướng hợp tác và phát triển gồm thúc đẩy quá trình mở rộng thành viên nhằm mở rộng quy mô và ảnh hưởng của nhóm trên phạm vi toàn cầu. Nghiên cứu thúc đẩy thể chế hóa cao hơn, ví dụ như thành lập cơ quan thường trực, ban thư ký BRICS. Củng cố mở rộng vai trò, ảnh hưởng của ngân hàng NGB. Thúc đẩy các giải pháp giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và hệ thống tài chính tiền tệ phương Tây, xây dựng hệ thống thanh toán nội khối. Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành một hệ thống riêng, phân tách với các hệ thống do Mỹ và phương Tây dẫn dắt. Chuỗi cung ứng BRICS, hợp tác công nghệ mới, hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, nền tảng thị trường chung, FTA BRICS. Xây dựng kết cấu hạ tầng y tế xã hội, thúc đẩy thương mại đa phương, đầu tư, chống biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ BRICS, có một số cơ chế tham gia dành cho các nước không phải thành viên BRICS bao gồm tham gia ngân hàng NGB, tham gia các diễn đàn đối thoại trong khuôn khổ BRICS mở rộng với tư cách nước khách mời như Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS mở rộng và một số hội nghị đối thoại về các lĩnh vực cụ thể, an ninh, phát triển đô thị.